Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn về cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Sau khi chúng ta lập xong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính thì chúng ta lập đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hạn nộp là ngày 30 của tháng 3 và 1 năm chúng ta cũng chỉ cần làm một lần. Tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân có mẫu là 05/QTT bao gồm thêm các phụ lục như 05-1BK là bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần và phụ lục 05-3BK là thông tin người phụ thuộc nếu có. Khi chúng ta điền các thông tin trên các phụ lục 05-1 và 05-3BK này thì phần mềm sẽ cập nhật số liệu lên trên tờ khai chính mẫu 05 QTT và các bạn sẽ lập ở trên phần mềm HTKK như sau. Chúng ta sang HTKK. Chọn thuế thu nhập cá nhân. Chọn mẫu 05 QTT. Thông tư 92 2015. Tờ khai quyết toán của tổ chức chọn năm mà các bạn cần lập nhấn đồng ý. Và chúng ta sẽ điền các thông tin lên phụ lục 05-1BK. Căn cứ để lập được tờ khai quyết toán thì chúng ta căn cứ vào bảng lương. Các bạn sẽ mở bảng lương ra. Ở đây tôi làm bảng lương của 3 tháng nhưng khi mà các bạn làm thì các bạn làm của 12 tháng. Tôi giả sử đây là bảng lương đầy đủ các tháng có các cột và các dòng giống như nhau. Ví dụ ở bảng lương tháng 1 có số hiệu cột đến cột AC thì cột bảng lương của tháng 2, số hiệu cột cũng phải được thể hiện đến cột AC. Bảng lương tháng 3 cũng phải được thể hiện đến thông tin đến cột AC. Tiếp theo là đến số dòng ở trên bảng lương. Ở đây, dòng cuối cùng là đến dòng 48 thì bảng lương tháng 2 cũng thể hiện đến dòng 48 và bảng lương tháng 1 cũng được thể hiện đến dòng 48. Ngoài ra, nếu như các tháng sau mà chúng ta muốn thêm nhân viên ở bộ phận nào thì các bạn insert dòng thêm ở dòng dưới cùng. Các bạn không được xóa dòng của nhân viên ở phía trên đi. Nếu như nhân viên phía trên không đi làm hoặc không có công thì các bạn chấm số ngày công là không và số tiền ăn ca không có hoặc là lương không có. Chúng ta để bằng không hết. Chứ các bạn không được chuột phải xóa dòng nhân viên đó đi. Bởi vì mục đích là để cuối năm tôi làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tôi xăm tất cả nhân viên đó của các tháng lại với nhau. Tôi dùng hàm để cộng như vậy tránh mất thời gian của các bạn khi ngồi cộng bằng tay. Như vậy ở đây tháng 1, tháng 2, tháng 3 của tôi bảng lương giống y như nhau. Tôi sẽ lấy bảng lương tháng 3 làm mẫu, tôi nhấn More Copy. Tôi chọn bảng lương tháng 3, click ở Copy và nhấn OK. Lúc này bảng lương tháng 3 đã được cập nhật lên. Tôi sẽ xóa các cái thông tin, dữ liệu và tôi giữ nguyên kết cấu của bảng lương. Tôi để con chuột vào cột họ tên ở dòng đầu tiên của bộ phận trên cùng. Tôi vào phần data, chọn consolidate, không cần chọn đâu chọn consolidate, sau đó sang tháng 1. Tôi sẽ bôi đen cột họ tên nhân viên của bộ phận đầu tiên đến hết. Tôi sẽ bôi đen đến cột ký nhận, bỏ dòng tổng cộng cuối cùng. Tôi nhấn add. Tiếp theo sang bảng lương tháng 2, bởi vì không thay đổi về số dòng, do đó tôi vẫn giữ nguyên vùng mà tôi cần chọn, nhấn add. Tháng 3, cũng tương tự không thay đổi về số dòng và số cột vẫn nằm trong vùng mà tôi đã chọn của tháng 1 tôi nhấn S còn nếu như có sự thay đổi thì các bạn lại bôi đen lại chọn Let Volume và nhấn OK phần mềm sẽ xăm tổng số tiền của các nhân viên lên trên bảng lương tổng này cho các bạn và lúc này căn cứ vào số tiền ở cột thu nhập chịu thuế để chúng ta làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân sang HTKK các bạn tải mẫu tải bảng kê về để chúng ta copy thông tin sau đó nhập khẩu lên HTKK được nhanh. Còn ở trên giáo trình thì các bạn nhấn vào chữ tải về để chúng ta tải bảng kê mà tôi đã đưa sẵn lên trên website cho các bạn. Tải về xong thì chúng ta mở bảng kê ra để xem các thông tin bên trong mà kế toán Việt Hưng đã điền đầy đủ đây chính là file mẫu mà tôi đã tải từ HTKK xuống và tôi điền các thông tin của nhân viên vào. Và thông tin này tôi sẽ lấy ở trên bảng lương. Tổng giảm trừ gia cảnh ở đây sẽ bằng 11 triệu một người một tháng mà nhân với số tháng. Bảo hiểm được trừ chính là cột tổng bảo hiểm trừ vào thu nhập của người lao động trên bảng lương mà chúng ta xăm của các tháng lại. Mà khi có bảng này rồi thì chúng ta lưu lại và đóng dữ liệu lại. Sang HTKK, các bạn nhấn vào tải bảng kê. Các bạn lưu ý phải đóng file Excel mẫu vào thì chúng ta mới tải được. Chọn thêm dữ liệu mới, nhấn dấu 3 chấm. Tải về chúng ta lưu ở đâu thì các bạn chọn đường dẫn đến ổ đó và nhấn vào tải dữ liệu. Và phần mềm đã tải lên cho các bạn số liệu. Thông tin đúng rồi thì các bạn nhấn ghi. Và các bạn lưu ý, ở đây là lao động dài hạn do đó các bạn tích vào cá nhân ủy quyền quyết toán thay và các bạn nhớ điền đầy đủ chứng minh thư của người lao động vào cột số 9. Và khi chúng ta ghi thì phần mềm tự cập nhật thông tin số lao động và tổng tiền lên trên tờ khai chính. Ngoài ra 05-3 BK thì nhân viên nào có người phụ thuộc thì chúng ta điền thông tin vào đây. Bao gồm họ tên, người nộp thuế, mã số thuế người nộp thuế, họ tên người phụ thuộc chính là con hoặc là bố mẹ già không có sức lao động ngày sinh người phụ thuộc mã số thuế người phụ thuộc thì chúng ta phải đăng ký mã số thuế người phụ thuộc thì lúc đó sẽ có mã số thuế để điền vào chỉ tiêu số 11 chọn đầy đủ các thông tin yêu cầu ở trên phụ lục này sau đó các bạn nhấn ghi là được và các bạn lưu ý một điều là ở trên file mẫu của HTKK chúng ta tải xuống thì cột tổng số tiền sẽ phải là số nguyên tố không bao gồm số thập phân ở đằng sau thì phần mềm mới hiểu để nhập khẩu cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn thể hiện là số 12 xong rồi chấm 66 tức là thể hiện các hàng thập phân đằng sau thì phần mềm sẽ không hiểu để nhập khẩu nên các bạn lưu ý. Khi tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng và đủ rồi thì các bạn kiểm tra lại một lần nữa và điền thông tin của Giám đốc, sau đó nhấn ghi, ghi và kết xuất ra XML để nộp cho cơ quan thuế. Còn đây phần mềm báo đỏ tức là tôi chưa điền đầy đủ thông tin, thì yêu cầu các bạn điền đầy đủ thông tin vào. Tôi ví dụ tôi điền thông tin của Nguyễn Mạnh Cường, mã số thuế, người phụ thuộc, họ và tên người phụ thuộc, Nguyễn Thị Thanh An, quan hệ với người nộp thuế là con, từ tháng 1 năm tài chính mà chúng ta làm đến tháng 12 năm tài chính mà chúng ta làm. Sau đó các bạn nhấn ghi. Ghi dữ liệu xong thì chúng ta nhấn kết xuất ra XML để nộp cho cơ quan thuế. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cùng với các phụ lục đi kèm trên phần mềm HTKK.